nó bán vé là hình thức thôi. Cái gì mình gửi xe được rồi, mình nói gửi xe thôi chứ không có đi suối anh. Đó là thay phiên nhau. Ủa vô suối này làm gì vậy? Thôi, nhậu rồi đó. Nhậu vậy? Đi về nhà nhậu rồi. Ủa đi cho hết 25.000 tiền suối chứ. Anh em tìm góc đẹp đẹp chụm tắm à. Ông quá thằng kia nó biết nó đi đâu không vậy? Đi coi như mình làm giàu cho tự nhiên. Ủa mày làm giàu trong đó chứ phải làm giàu cho tự nhiên đâu. Anh em tốn công đây rồi mình làm tấm hình đi. Đây là tiên mạo hiểm của năm. Đây là anh Lạc.
trình khám phá rừng già vẫn tiếp tục. À, đây là rừng nguyên sinh mà anh Tuấn nói là đúng không? Cây cao vãi. Yên tâm đi anh Lạc, mọi thứ đều được quay phim lại mà anh Lạc. Khỏi nguồn của nó à? Chị biết không biết là nguồn luôn á. Chưa đâu, vậy rồi nguồn trên kia kìa. Đây có thể được xem là nguồn của nó. Anh là anh cảm thấy như thế nào về cái suối này? Anh cảm thấy như thế nào về cái suối này? Anh thấy đám cháy luôn 15k rồi đó. Bây giờ thấy được 10k hả? Còn 15.000 nữa. Rừng rất là tự nhiên, không có bàn tay của con người, chỉ có dấu chân thôi. Có vẻ như không biết cái suối này bắt nguồn đâu là thượng nguồn của nó. Vẫn tiếp tục tìm kiếm. Trời ơi, cái này Đà Lạt là phải xách dép chạy. Mọi người đã rồi dừng chân ở đây. Chờ mấy thanh niên kia xung vậy. Đây là hành trình băng suối rất là nguy hiểm, nhưng mà nếu có nghĩa thì lý gì hết trơn hết. Trời, đâu có mấy thanh niên nào quăng dưới nước vậy?
nào đi này nó cạn hơn. Con đã tới bờ. Đứng đó nha anh Tân. Ừ. Cắm dưới đây, cắm dưới cành tiêu dưới đây. Ở dưới ngay chỗ bà đá trắng trắng. Ai có bóp dụng đâu. Ai bóp cái tờ dụng dưới đây. Mình mang đi điện thoại thôi. Leo đồi, leo suối. Tới nơi con gần nguyên sinh rất là tự mẹ nó nhiên mọi người coi chừng con bắt nha quay lấy đầu lo. Chớp nè chập hả? Họ đưa đây rất là trơn. Suối cực kỳ đẹp. 100% tự nhiên. Ông mà ta có câu nước chảy thì đá mòn. Dương. Anh Dương. Ok. Không sao đi hỏi thấm nước mà. À, có vẻ như đã bị trước chân. Thôi ráng. Bỏ anh Lạc sắm lên Lạc. Sao anh không lên? Ủa leo lên sao mới quên? Trình leo cũng gian nan chứ bộ. Ta sẽ đi lối này. Rất là nhẹ nhàng. Yeah, đã tới nơi. Đây được xem là thượng nguồn của cái suối
Ủa số này tên gì mọi người? Và đây là kết thúc chương trình tham quan.